Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn chương 3501 tôi chấp nhận thách thức của cậu Mạnh tinh hà khinh miệt nhìn thoáng qua Đường Tuấn Nói trước đó tiền bối lôi vũ xếp thứ ba trên bia kỷ nguyên Ngoại trừ thiên ma vương và chu tước ra thì không còn đối thủ Tên nhóc xếp hạng ngoài 100 trên bia kỷ nguyên như cậu Vẫn chưa đủ tư cách làm đối thủ của tiền bối lôi vũ đâu Ông ta bước lên phía trước, hạ giọng nói tôi thách thức cậu Hãy để tôi là đối thủ của cậu, vốn ông ta muốn đường tuấn khiêu chiến với mình như vậy mới có vẻ cao nhân nhất đẳng nhưng hiện tại đường tuấn lại muốn khiêu chiến với lôi vũ điều này khiến mạnh tinh hà thấy được cơ hội khiêu chiến của đường tuấn là sỉ nhục lôi vũ mà nếu ông ta có thể ra mặt dạy dỗ đường tuấn nói không chừng có thể thu hoạch được tình hữu nghị với lôi vũ không chỉ mạnh tinh hà nghĩ đến mà những người khác cũng đều nghĩ đến trong lúc nhất thời rất nhiều tiểu tôn giả phía sau lôi vũ đều chủ động khiêu chiến đường Tuấn. Chân nhân khổng long hoàn toàn trợn tròn mắt, run giọng nói, bậy bạ. Ngay cả ông ta cũng không phải là đối thủ của lôi vũ, đường Tuấn làm như vậy quả thực là châu chấu đá xe. Mà mấy người tư không tuyền, trầm thanh đằng lúc trước vẫn luôn tin tưởng đường Tuấn, bây giờ đều trần chờ. Mặc dù đường Tuấn có thể giết chết Bạch Long thần quân, nhưng dù sao cũng là dựa vào sức mạnh của đan hoàn thần bí luận thực lực thật sự có lẽ đường tuấn không tranh lệch nhiều so với bạch long thần quân mà lôi vũ e là thực lực mạnh hơn bạch long thần quân rất nhiều mặc dù bạch long thần quân có thể thi triển căn nguyên nuốt chừng nhưng căn nguyên lôi điện của lôi vũ cũng rất mạnh lẽ nào cậu ta muốn bại lộ đan hoàn thần bí sao nếu thật sự là như vậy đến lúc đó sợ là sẽ có không ít người nhớ nhung dáng vẻ này cho dù thắng thì có thể làm gì trở thành công địch của vô số người tu hành sao, hơi loạn. Audio điện tử võ tấn bền Trong lòng tư không tuyền thở dài. Đường Tuấn nhướng mày, nhìn về phía lôi vũ, nói, không dám sao. Ha ha ha. Trạng thái ngông cuồng của lôi vũ hiện ra, côn hoàng kim trong tay tản mát ra từng đợt lôi quang vô cùng rực rỡ, từ trên khí thế áp chế của đường Tuấn, nói, không có chuyện mà lôi vũ tôi không dám. Tiểu quỷ, người muốn dẫm lên cái danh lôi vũ tôi rất nhiều, nếu cậu muốn chết thì tôi thành toàn cho cậu. Tôi chấp nhận thách thức của cậu. Âm thanh lôi vũ truyền đi rất xa, chỉ sợ chỉ có đạo nhất và ngao vấn thiên đang kịch chiến trên không trung là không cách nào phân tâm nghe rõ. Phần lớn mọi người đều chấn động không nói gì, chân nhân thái huyền há miệng, sau đó nói, lúc trước tôi nói hai thần tử làm nền, hiện tại xem ra tôi đã nói sai rồi. Cậu ngu xuẩn như vậy, ngay cả tư cách làm nền cũng không có. Mọi người đều lùi ra ngoài. Chương 3502 hỗn loạn thời không. Vốn muốn rời xa trăm dặm nhưng Lôi Vũ lại nói 10 dặm là đủ rồi. Ông ta nhìn lướt qua Đường Tuấn, nói, giao thủ với cậu ta, chiến trường chu vi 10 dặm là đủ rồi. Mọi người lộ ra ý cười thoải mái, thu nhỏ phạm vi lại trong vòng 10 dặm. Đường Tuấn đứng đối diện với Lôi Vũ. Lôi Vũ nghiêng người một tay cầm côn hoàng kim tay kia ngoắc tay với đường tuấn nói đến đây đi xem cậu có thể khiến tôi vận dụng một phần thực lực hay không xoạt bóng dáng đường tuấn biến mất trong nháy mắt xuất hiện phía sau lôi vũ sau đó đá ra một cước thì ra là na di đại thần thông lôi vũ cười khẽ một tiếng một cước đường tuấn xuyên qua thân thể lôi vũ chỉ để lại từng đợt lôi đình đường tuấn nhướng mày Lôi vũ xuất hiện ở một nơi khác trong sân, tiếp tục ngoắc tay với anh, cười nói chút tốc độ này vẫn chưa đủ. Xoạt xoạt xoạt. Bóng dáng đường tuấn lại biến mất, mà lôi vũ cũng không ngừng thay đổi vị trí. Nhưng rõ ràng tốc độ lôi vũ nhanh hơn đường tuấn rất nhiều, mỗi lần đều tránh thoát được, khiến đường tuấn đánh hụt. Sắc mặt mạnh tinh hà khẽ thay đổi, cười diễu nói tiền bối lôi vũ nắm trong tay căn nguyên lôi điện, tốc độ có thể nói là đệ nhất tôn giả, vậy mà cậu ta muốn đấu tốc độ với tiền bối lôi vũ thật sự là không biết tự lượng sức mình dựa vào tốc độ này tiền bối lôi vũ đã ở thế bất bại trong sân tiếng lôi vũ trêu chọc vang lên tốc độ giống như rùa nếu như cậu chỉ có chút thực lực này vậy nên kết thúc đi hỗn loạn thời không đường tuấn không di chuyển nữa mà khẽ quát một tiếng một luồng ý cảnh hỗn loạn tản mát ra từ trên người anh, trong nháy mắt bao trùm xung quanh 10 dặm. Không gian xung quanh đều hỗn loạn, thậm chí Lôi Vũ còn cảm giác được sức mạnh và tư duy đều xuất hiện xu thế hỗn loạn. Đây là căn nguyên hỗn loạn. Lôi Vũ thất thanh. Từ sau khi gặp được Hận Thiên, Đường Tuấn vẫn luôn nghiên cứu sức mạnh trong cơ thể Hận Thiên là gì. Không lâu trước sau khi tiếp xúc với căn nguyên không gian, anh mới hiểu ra sức mạnh trong cơ thể hận thiên là căn nguyên hỗn loạn. Vậy mà cậu ta lại có thể thi triển căn nguyên hỗn loạn. Sắc mặt đám người mạnh tinh hà, chân nhân Thái Huyền đột nhiên thay đổi. Mặc dù căn nguyên hỗn loạn kém căn nguyên nuốt chửng một cấp bậc căn nguyên, nhưng lại lợi hại hơn căn nguyên bình thường, ngang hàng với căn nguyên lôi điện. Thậm chí có thể nói căn nguyên hỗn loạn là khắc tinh của căn nguyên lôi điện. Trường 3503 ông ta hơi hối hận vì đã đánh cược. Thời không hỗn loạn, mặc cho tốc độ có nhanh hơn nữa thì sao có thể phát huy được. Tư không tuyển giật mình, trong lòng tràn đầy không thể tin, vậy mà cậu ta còn nắm giữ một căn nguyên chi lực khác. Cho dù là căn nguyên nuốt chửng hay là căn nguyên hỗn loạn, đều là căn nguyên chi lực mà rất nhiều người tha thiết ước mơ, vậy mà một lúc Đường Tuấn lại nắm giữ hai loại. Quả thật căn nguyên hỗn loạn khác với căn nguyên lôi điện, nhưng cũng phải xem là ai nắm giữ nó trong tay cảm nhận được không gian hỗn loạn xung quanh, sắc mặt lôi vũ trầm xuống mấy phần. Lôi điểu Trong lòng ông ta khẽ quát một tiếng, một con đại điểu hoàn toàn do lôi đình tạo thành xuất hiện trước người lôi vũ. Lôi điểu sống động như thật, giống như sinh linh thật sự. Tiếng thét chói tai vang lên, lôi điểu bay về phía đường Tuấn. Cho dù không gian hỗn loạn, cũng không thể chặn được lôi điểu đến gần. Diễn hóa hỗn độn Bàn tay Đường Tuấn đánh về phía Lôi Điểu. Không gian ven đường lập tức nứt ra, hóa thành hỗn độn bao phủ Lôi Điểu. Hỗn độn thần văn. Thấy trên đỉnh đầu Đường Tuấn lơ lửng hai tấm thần văn, ánh mắt Lôi Vũ không khỏi nheo lại. Ông ta hiểu rõ bản thân đã đánh giá thấp thực lực của Đường Tuấn. Quả thật Đường Tuấn có thể đánh với ông ta một trận. Sắc mặt chân nhân Thái Huyền khó coi đến cực điểm ông ta không ngờ đường tuấn có thể đánh thắng lôi vũ dường như là không thể nhưng hiện giờ đường tuấn lại xuất ra thực lực như vậy quả thật đã vượt qua tưởng tượng của ông ta hai thần tử có thể đánh lại ông ta sao trong lòng chân nhân thái huyền không tự chủ mà nghĩ đến điều này ông ta hơi hối hận vì đã đánh cược nhưng rất nhanh trong ánh mắt chân nhân thái huyền lại lộ ra vẻ hung dữ nếu như đường tuấn chết trong tay lôi vũ vậy đánh cược trước đó đương nhiên là thắng rồi. Quả thật cậu không tồi, tôi thừa nhận đã nhìn nhầm. Nhưng hôm nay cậu vẫn phải bại. Lôi vũ chợt quát một tiếng, vô số lôi đình bạo phát ra từ trên người ông ta, ngừng tụ lại phía sau ông ta. Sau đó, một cự nhân lôi điện có mặt mày giống y hệt lôi vũ cao tới 10 mét cầm côn hoàng kim trong tay xuất hiện. Trường 3504 chết chắc rồi. Chân nhân Thái Huyền lộ ra ý cười, nói lôi thần xuất hiện cậu ta không chết cũng sẽ trọng thương biểu cảm ngưng trọng của mấy người mạnh tinh hà cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều không ai ngờ đường tuấn lại có thể đánh đến mức độ này với lôi vũ nhưng ít nhất kết quả sẽ không thay đổi nhiều đường tuấn đánh bại lôi vũ theo quan điểm của họ điều này đơn giản là không thể xảy ra vẻ mặt đường tuấn trở nên nghiêm túc đan hoàn thần bí trong đan điền bắt đầu xoay tròn thần tài. Lôi vũ bạo quát một tiếng, sau đó vô số lôi đình nổ vang, vang vọng khắp thiên địa. Cự nhân lôi điện vung côn hoàng kim trong tay xuống, cột sấm rậm dạp theo đó hạ xuống, phiến không gian này dường như biến thành hải dương lôi đình. Côn hoàng kim này tuyệt đối là đạo khí, hơn nữa là đạo khí đứng đầu ẩn chứa căn nguyên lôi điện, phụ trợ với cự nhân lôi điện khiến lôi vũ phát huy ra chiến lực tiếp cận vô hạn với tôn giả. Thiên ma vương xa xa sắc mặt cũng ngưng trọng không ít, thì thầm nói, không ngờ Lôi Vũ lại đạt đến bước này, là tôi đã xem thường ông ta. Chỉ là không biết ông ta với Chu Tước, ai sẽ bước ra trước. Huyết Hà đã nhuộm đỏ, Mộ Thiên Quân hoàn Vũ cũng sắp xuất hiện. Một trận thay đổi lớn sắp xảy ra, tôn giả phía dưới đều là con kiến hôi. Vào giây phút vô cùng nguy cấp, pháp lực của Đường Tuấn cấp tốc vận chuyển, đột nhiên đột phá vào một lĩnh vực hoàn toàn mới. Vào giờ khắc này, anh lại đột phá đến cảnh giới Thần Quân đỉnh phong. Đan hoàn thần bí biến mất trong đan điền, dưới sự khống chế ý niệm của Đường Tuấn, đặt trên cổ tay anh. Hỗn Độn Thần Văn biến mất, dung nhập vào trong đan hoàn thần bí. Trong đan hoàn thần bí có thêm một dấu ấn màu trắng sữa. Đường Tuấn nắm chặt tay, có loại ảo giác. Bản thân đấm một quyền này ra, thậm chí có thể vỡ nát tinh hải. Không cần suy nghĩ, Đường Tuấn đánh ra một quyền trong nháy mắt, nắm đấm của đường Tuấn va chạm với côn hoàng kim. Tiếng ầm ầm trầm thấp, còn có tiếng sấm không ngừng vang lên, dường như muốn đâm thủng màng nhĩ người ta. Lôi điện bộc phát, lôi quang rực rỡ vô tận chiếu rọi cả thiên địa, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào chiến trường. Cảm giác này không chỉ đến từ thị lực, mà còn từ thần niệm. Đối với những gì đã xảy ra ở trung tâm của chiến trường, hầu hết mọi người không thể cảm nhận được. Ngoài 10 dặm, mặc dù đám người mạnh tinh hà, chân nhân Thái Huyền đã thúc giục pháp lực ngăn cản trùng kích, nhưng vẫn bị lao ra ngoài. Chân nhân Thái Huyền trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Ngay cả người tu hành mạnh mẽ xếp thứ 30 trên bia kỷ nguyên như mạnh tinh hà, khóe miệng đều tràn máu, thân hình lắc lư một trận. Chỉ là làn sóng chiến đấu đã có thanh thế lớn mạnh như vậy. Vậy nơi trung tâm của chiến trường sẽ đáng sợ đến cỡ nào? chết chắc rồi. Giờ khắc này, mấy người chân nhân Thái Huyền, Mạnh Tinh Hà bắt đầu phán đoán kết cục của Đường Tuấn. Trường 3505 trận chiến này, tôi thua. Trong sân, chỉ có một người có thể cảm giác được sự thay đổi ở trung tâm chiến trường, trong đó cảm giác rõ ràng nhất đương nhiên là Thiên Ma Vương. Nhưng lúc này, ánh mắt Thiên Ma Vương hoảng sợ, dường như đã thấy được chuyện không thể tin. Tiếng nổ vang dần dần biến mất, lôi quang rực rỡ cũng biến mất từng chút từng chút một người tu vi càng cao càng sớm khôi phục cảm giác thấy rõ chuyện xảy ra ở trung tâm chiến trường nhưng chỉ nhìn thoáng qua bọn họ đều giống như thiên ma vương trong mắt đều là biểu cảm hoảng sợ miệng há to rõ ràng không cách nào tin chuyện xảy ra trước mắt càng ngày càng có nhiều người khôi phục cảm giác nhưng giữa sân lại càng thêm yên tĩnh có vẻ rất quỷ dị mấy người mạnh tinh hà chân nhân thái huyền thuộc nhóm người sớm khôi phục cảm giác giờ phút này vẫn đang ở trong trạng thái chấn động trong lòng không ngừng vang lên âm thanh sao có thể sao có thể ở giữa chiến trường nắm đấm của đường tuấn đặt lên côn hoàng kim nhưng lúc này côn hoàng kim đã không còn nguyên vẹn trực tiếp đứt đoạn ở giữa chỉ còn lại nửa thanh côn nửa thanh côn hoàng kim phủ đầy vết nứt dường như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào ầm 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 cự nhân lôi điện tiêu tan, côn hoàng kim rơi vào tay lôi vũ. Trạng thái lôi vũ rất không tốt, sắc mặt tái nhợt, khí tức huệ oải, y phục trên người bị máu tươi nhuộm đỏ. Có thể đoán ra thân thể của ông ta đã đầy vết thương. Nhưng vết thương trên tâm linh càng thêm nghiêm trọng, ông ta nhìn côn hoàng kim trong tay, ánh mắt tan rã, dáng vẻ choáng ngợp. Trạng thái của đường Tuấn cũng không tốt. Máu tươi không ngừng chảy ra từ khóe miệng, trên nắm tay đối kháng với côn hoàng kim đã không còn huyết nhục, có thể nhìn thấy xương cốt trắng. Nhưng cho dù như thế, ai cũng có thể nhìn ra được trạng thái của đường tuấn tốt hơn rất nhiều so với lôi vũ. Trận khiêu chiến này lại là đường tuấn thắng. Tiền bối lôi vũ. Không biết ai hét lên. Ánh mắt lôi vũ tàn giã mới dần ngưng tụ, kinh ngạc nhìn đường tuấn, nói tôi vốn muốn khiêu chiến với người thầy kia của cậu, không ngờ ngay cả cậu cũng đánh không lại, Xem ra là tôi đã đánh giá cao bản thân. Trận chiến này, tôi thua. Đường Tuấn há hốc miệng, không biết nên nói gì. Nếu biết cao thủ vô danh ở căn nguyên không gian cũng là mình, không biết Lôi Vũ có thể chống đỡ được hay không. Chương 3506 nhưng không ngờ vẫn là quá xem thường. Đường Tuấn lặng lẽ thu hồi đan hoàn thần bí trên cổ tay, điều chỉnh trạng thái, sắc mặt anh hơi lạnh, từng bước đi về phía Mạnh Tinh Hà. Mạnh Tinh Hà sợ hãi đến cực điểm. Ông ta đâu ngờ Đường Tuấn lại đánh bại lôi vũ, đứng thứ ba trên bia kỷ nguyên. Sao thực lực của cậu ta lại đáng sợ như vậy? Mạnh Tinh Hà thật sự nghĩ không ra, sau khi Mạnh Thiền khôi phục trí nhớ, đã nói với ông ta biểu hiện của Đường Tuấn trong không gian thí luyện, lại kết hợp với chuyện Đường Tuấn đánh bại Phong Ma, ông ta tự nhận đã dự đoán tương đối cao thực lực của Đường Tuấn. Nhưng không ngờ vẫn là quá xem thường. Mạnh Tinh Hà chẳng phải vừa nãy ông muốn khiêu chiến tôi sao? Bây giờ tôi đồng ý. Đường Tuấn đi đến trước mặt Mạnh Tinh Hà, thản nhiên nói. Sắc mặt Mạnh Tinh Hà trắng bệch, hoàn toàn không dám trả lời. Ngay cả lôi vũ cũng bị thương thành như vậy, nếu ông ta thật sự đánh với Đường Tuấn, vậy chẳng phải là đi dâng chết sao? Mạnh Thiền Hạ giọng nói, Đường Tuấn, anh đừng ức hiếp người quá. Anh đứng thứ ba trên bia kỷ nguyên, nghĩa phụ tôi chỉ là thứ 30 trên bia kỷ nguyên, anh chính là ỷ mạnh hiếp yếu. Đường Tuấn không tự chủ cười, nói tôi chính là ức hiếp các người đó, các người có thể làm gì được tôi. Mạnh tinh hà, mạnh thiền nhìn nụ cười của đường Tuấn, chỉ cảm thấy ra đầu tê dại. Hai người họ không khỏi nhớ lại chuyện trước đó đuổi đường Tuấn ra khỏi quân diệt ma, tình thiết lập tức trở nên phức tạp. Ai có thể ngờ đường Tuấn lúc đó mặc cho bọn họ nắm bóp, mấy tháng sau lại đạt đến mức độ này, bọn họ chỉ có thể nhìn lên. Đường Tuấn vung tay lên, Mạnh Tinh Hà, Mạnh Thiền lập tức bay ra ngoài. Mạnh Tinh Hà càng cảm thấy khuất nhục vô cùng, thậm chí ngay cả một chiêu ông ta cũng không đỡ nổi. Những người biết ngọn nguồn câu chuyện xung quanh, lúc này đều lộ ra biểu cảm cười diễu trêu chọc. Nếu như hiện tại Đường Tuấn vẫn còn ở quân Diệt Ma, vậy quân Diệt Ma sẽ đáng sợ cỡ nào chứ? nghe nói y thuật đường tuấn rất tốt, có thể dùng y thuật phá giải bí mật tu hành. May mà lúc đầu cha con mạnh tinh hà đuổi cậu ta ra khỏi quân diệt ma, nếu không ngay cả không gian sinh tồn quân đội khác cũng không có. Ánh mắt thiền cận như vậy, còn dám dùng danh tinh hà, thật sự khiến người ta mắc cười. Đủ lời diếu cợt vang lên bên tai, khiến sắc mặt mạnh tinh hà, mạnh thiền xanh nhợt đến cực điểm, dường như muốn chạy khỏi nơi này. Âm âm. Đúng lúc này, hai trận chiến trên không trung cũng kết thúc. Đạo nhất đánh bại kiếm ma, trở thành tân quý xếp hạng thứ 17 trên bia kỷ nguyên mới. Ngao vấn thiên đánh bại viêm ma, xếp thứ 21 trên bia kỷ nguyên mới. Cả hai đều bị thương, nhưng khuôn mặt của họ tràn đầy nụ cười. Bởi vì đánh bại hai cường giả cổ ma tộc đối với bọn họ là khiêu chiến không nhỏ, mà hiện tại bọn họ đã làm được. Trường 3507 anh ta thực sự không thể tin ngao vấn thiên bay xuống từ trên cao trên mặt mang theo ngạo nghễ chuẩn bị nghênh đón vô số lời khen ngợi và kính nể đạo nhất cũng nhíu mày mang theo sự khiêu khích nhìn về phía đường tuấn trước đó tâm thần hai người họ đều ở trong chiến đấu nên không biết đã xảy ra chuyện gì tiền bối lôi vũ ngài sao vậy bọn họ nhìn thấy dáng vẻ thê lương uể oải của lôi vũ vội vàng hỏi trợt mang theo địch ý nhìn về phía thiên ma vương hạ giọng nói lẽ nào là thiên ma vương ra tay theo bọn họ thấy có thể đánh lôi vũ thành như vậy chỉ có kẻ địch lớn như thiên ma vương ở đây thôi thiên ma vương bĩu môi nói tôi không làm được vậy mặc dù ông ta có thể chiến thắng lôi vũ nhưng không thể đánh trọng thương trừ khi dưới tình hình ông ta liều mạng thì còn có chút khả năng đối mặt với ánh mắt không tin của ngao vấn thiên và đạo nhất thiên ma vương thản nhiên nói Mở to ánh mắt các người nhìn bia kỷ nguyên đi. Lúc này hai người họ mới nhìn về phía tấm bia kỷ nguyên to lớn kia, từ dưới cùng hướng lên trên. Rất nhanh, hai người họ thấy tên của mình ở vị trí thứ 21 và thứ 17, không khỏi lộ ra tia mỉm cười. Sau đó, tầm nhìn tiếp tục di chuyển lên trên. Lúc này, tấm bia kỷ nguyên này còn có rất nhiều chỗ trống, vẫn chưa khắc tên, cho nên bọn họ nhìn rất nhanh nhưng khi bọn họ nhìn thấy cái tên thứ ba trên bia kỷ nguyên nụ cười lập tức cứng đờ xứng sở tại chỗ trong đầu không ngừng quanh quẩn một âm thanh sao có thể xếp thứ ba bia kỷ nguyên đường tuấn họ là một trong những người bắt đầu chiến đấu đầu tiên trận chiến cũng kết thúc tương đối nhanh chóng nhưng bây giờ họ vừa mới chấm dứt chiến đấu lại khiến bọn họ chấp nhận sự thật này trong khoảng thời gian chiến đấu của bọn họ đường tuấn đã nhảy lên trước mặt bọn họ hơn nữa còn là vị trí không thể đạt tới. Ngao Vấn Thiên, không phải anh muốn tôi cho anh chút áp lực sao? Áp lực này đã đủ chưa? Đúng lúc này, bỗng nhiên Đường Tuấn nói chuyện. Ánh mắt Ngao Vấn Thiên ngưng lại nhìn Đường Tuấn, trên mặt đã không còn tia tươi cười. Nghĩ đến lời nói lúc trước anh ta nói ra trước mặt mọi người, bây giờ Đường Tuấn trả lại cho anh ta, khiến anh ta xấu hổ muốn chết. Sao anh làm được vậy? Ngao Vấn Thiên hỏi. Anh ta thực sự không thể tin. Đường Tuấn nói, đánh bại lôi vũ, tôi chính là người đứng thứ ba. Ngao Vấn Thiên há miệng, nhìn về phía lôi vũ. Mặc dù anh ta vẫn không cách nào tin sự thật này, nhưng dáng vẻ của lôi vũ, còn có biểu cảm của mọi người đều nói cho anh ta biết đây là sự thật. Đạo nhất cũng có sắc mặt rất khó coi. Trường 3508 ông chưa chết sao. Hai người họ đột nhiên cảm giác mình giống như một chú hề, liều mạng muốn biểu hiện ra mặt mạnh mẽ trước mặt Đường Tuấn. Nhưng chưa từng phát giác, Đường Tuấn đã sớm vượt qua bọn họ. Khi phát hiện ra thì đã hình thành khoảng cách rất xa. Ha ha ha! Thực sự thoải mái quá rồi! Một tiếng cười lớn vang lên, chân nhân khổng long bay đến, cười diễu nhìn về phía chân nhân Thái Huyền, nói, lão đạo Thái Huyền, ông đừng quên đánh cược đó. Trong lòng chân nhân Thái Huyền phẫn nộ không cam lòng, nhưng đánh cuộc là mình lập trước mặt mọi người, không thể quyệt được, đành phải cắn răng nói, xin lỗi, là tôi bình phẩm không thỏa đáng. Chân nhân khổng long sảng khoái vô cùng, nói, lão đạo Thái Huyền, tương lai tràn ngập thay đổi, đâu thể để ông nói hai ba câu là có thể định đoạt được. Thực lực của ông không cách nào tinh tiến chính là vì hao tổn thời gian vào những chuyện này đó. Chân nhân Thái Huyền câm miệng không nói gì. Ông ta rất rõ, dù lúc này tranh luận nhiều hơn nữa cũng chỉ khiến thể diện ông ta mất đi càng thêm triệt để. Thiên ma vương bay tới, nhìn chằm đường Tuấn, chiến ý trong mắt hừng hực, nói có muốn khiêu chiến tôi hay không, tiến thêm một bậc trên bia kỷ nguyên. Đường Tuấn suy nghĩ một lúc, cuối cùng lắc đầu. Hiện tại trạng thái anh vốn không tốt, trận chiến với thiên ma vương có thể sẽ tăng thêm thương thế, đến lúc đó sẽ cho người khác cơ hội. Hơn nữa, lần này anh tham gia xếp lại bia kỷ nguyên, đã đạt được mục đích lập uy. Thiên ma vương thấy thế, không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Thiên ma vương, không phải ông muốn đánh nhau sao? Tôi sẽ đấu với ông. Đúng lúc này, một âm thanh vang lên. Một đoàn ma vân cấp tốc bay đến từ xa xa bầu trời, cuối cùng ma vân thu lại hóa thành một nam nhân trung niên có khuôn mặt lãnh khốc. Đường Tuấn nhìn thấy người này, đáy lòng bỗng nhiên toát ra cảm giác quen thuộc. Anh bạn nhỏ, chúng ta lại gặp mặt rồi. Người đàn ông trung niên nhìn về phía đường Tuấn, vẻ mặt lãnh khóc hiền hòa lại một chút. Là ông. Cuối cùng đường Tuấn cũng nhớ ra. Anh từng đi qua một ma địa, trong ma địa chôn một cường giả cổ ma tộc. Nam nhân trung niên trước mắt rất giống với khí tức của cường giả đó. Ông chưa chết sao? Đường Tuấn xúc động. Nam nhân trung niên nói, sống chết chỉ là một vòng luân hồi mà thôi. Thiên ma vương nhìn nam nhân trung niên, sắc mặt cũng thay đổi, nói, ma quân, ông còn sống sao? Em mờ thanh của ông ta mang theo tia run rẩy, dường như cảm thấy rất khiếp sợ chuyện nam nhân trung niên đó còn sống. chương 3509 mau xem bia kỷ nguyên. Nam nhân trung niên thản nhiên nói, ma quân đã chết, tôi là ám ma. Thiên ma vương, không phải ông muốn chiến đấu sao, vậy thì đến đây. Sứt lời, bóng dáng ông ta hóa thành một đoàn ma vân, xông về phía thiên ma vương. Thiên ma vương hừ diễu một tiếng, bĩu môi cười nói, cho dù ông là ám ma hay là ma quân. Nếu ông còn sống, vậy sẽ để ông chết lần nữa. Cổ ma nhất tộc tôi không cần kẻ phản nghịch như ông. Ông ta nói xong cũng hóa thành một đoàn ma vân, chạm với ma vân mà ám ma hóa thành. Chẳng phải hai người họ đều là cổ ma tộc sao, sao lại có dáng vẻ thù sâu như biển vậy. Trong lòng Đường Tuấn cũng tràn ngập nghi ngờ, kẻ phản nghịch trong lời nói của Thiên Ma Vương là có ý gì chứ? Mà nghi ngờ này không chỉ Đường Tuấn cảm thấy, nhưng lúc này lại không có ai trả lời. Lập tức, mọi người đều nhìn về cuộc chiến giữa Thiên Ma Vương và Ám Ma. Điều khiến người ta khiếp sợ là Ám Ma lại chiếm thế thượng phong, thậm chí có xu thế chèn ép Thiên Ma Vương. Thiên Ma Vương, chẳng phải ông là đệ nhất cao thủ dưới vương sao? chỉ có chút thực lực này thôi à? Tiếng ám ma chế diễu truyền ra từ trong ma vân. Khốn kiếp! Em mờ thanh giận dữ của thiên ma vương cũng vang lên. Nhưng mặc cho thiên ma vương dốc sức liều mạng như thế nào, thì ông ta đều không thể cứu được xu thế của mình. Sau đó, ám ma hóa thành đoàn ma vân đen hơn bao trùm ma vân của thiên ma vương, thiên ma vương truyền lên tiếng thê thảm, đau khổ. Ma quân, tha cho tôi đi, tôi muốn sống tiếng cầu xin của thiên ma vương truyền ra ngoài muộn rồi ban đầu lúc các người lên kế hoạch đã từng nghĩ cho bọn họ một con đường sống chưa ám ma thản nhiên nói hai đoàn ma vân quấn lấy nhau không ngừng trên không trung tiếng kêu thảm thiết của thiên ma vương không ngừng vang lên sau đó ma vân mà thiên ma vương hóa thành hoàn toàn biến mất ma vân còn lại biến ảo hóa thành ám ma trên mặt ám ma vẫn mang theo biểu cảm lãnh khóc vô tình, khóe miệng còn mang theo tia máu tươi, hỡ hững nói tôi muốn nuốt ma. Lời nói của ám ma khiến cho đông đảo cường giả cổ ma tộc đồng thời run dày. Trường 3510 anh ta nói rất tùy ý. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy vị trí phía trước đường Tuấn trên bia kỷ nguyên. Thứ hai, ám ma. Tên của ám ma được khắc ở trên đó. Ám ma, ông làm càn như thế, vương bọn họ sẽ không tha cho ông đâu. Một cường giả cổ ma tộc đứng ra chỉ trích. Thân hình ám ma chợt biến mất, một trận ma vân cuốn lấy thân thể của cường giả cổ ma tộc đó. Mọi người chỉ nghe được tiếng kêu thảm thiết, sau đó tên cường giả cổ ma tộc đó lập tức biến mất, chỉ còn lại một đống xương trắng phiêu giật trên không trung. Ám ma lại xuất hiện, liếm liếm máu tươi trên khóe miệng. Giờ khắc này, không ai hoài nghi câu nói tôi muốn nuốt ma kia của ông ta là thật hay giả đám cường giả cổ ma tộc không nói nên lời có mấy người sắc mặt tái nhợt dường như muốn nôn ma nuốt ma không khác gì người ăn người cả ha ha ám ma chỉ cười diễu về chuyện này đến lúc này những người tu hành tham gia bia kỷ nguyên lần này đều khiếp sợ không nói nên lời cho dù là đường tuấn hay là ám ma đều biểu hiện ra thực lực khiến cho bọn họ hoảng sợ bọn họ nhìn về phía vị trí cao nhất của bia kỷ nguyên. Chu tước thần quân sẽ xuất hiện chứ? Mặc dù còn tiếp tục khiêu chiến, nhưng lúc này phần lớn người tu hành đều không có tâm tư quan sát. Đông đảo cường giả cổ ma tộc ngay cả động cũng không dám động. Không biết trôi qua bao lâu, bỗng nhiên một tiếng hét lớn từ chân trời truyền đến, đường tuấn, anh dẫn người tấn công Bạch Long Thần Sơn, giết chết Bạch Long Thần Quân, mạo phạm tôn giả, có biết tội không? vừa dứt lời, một bóng dáng xuất hiện từ nơi cực kỳ xa xôi, nhưng trong nháy mắt người đó đã xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là một đạo nhân trẻ tuổi. Mà Đường Tuấn quen biết người này. Trương Tĩnh Hòa, truyền nhân của Long Hổ Sơn trái đất, anh ta đã bước ra khỏi trái đất đầu tiên. Trương Tĩnh Hòa nhìn bia kỷ nguyên, lại nhìn Đường Tuấn, nói, không tồi, vậy mà có thể đạt tới bước này. Anh ta nói rất tùy ý, biểu cảm này như một phú hào thân hơn nghìn tỷ đang khen ngợi một người phấn đấu rất nhiều năm rốt cục đã đạt đến trăm tỷ mặc dù là khen ngợi nhưng mang theo thái độ nhìn xuống từ trên cao sắc mặt đường tuấn ngưng lại lúc này mặc dù trương tính hòa không ra tay nhưng mơ hồ cho anh cảm giác rất nguy hiểm anh một đường tu hành có thể nói kỳ ngộ liên tiếp mới đạt tới tình trạng như bây giờ mà trương tính hòa lại không thua kém anh thậm chí còn mạnh hơn